Hello, xin chào mọi người. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người một quán bán chả giò cá ngon ở Long Toàn nha. Quán này mình hay ăn khi mình còn là sinh viên á. Quán nằm ở gần trường Cao đẳng Sư phạm Long Toàn và đây là ngôi trường mình đã học 3 năm ở đây. Lúc trước thì trường không có đẹp như thế này, bây giờ trường đã đổi mới và xây rất là đẹp nè mọi người. Quán có bán chả giò cá, trứng vịt lộn và cả trứng cút lộn nữa mọi người. Và có chả giò bắp nữa đó. Ăn rất là ngon nha mọi người. Bữa nay mày ăn trứng cút nào làm giúp. Rồi, ok. Có chả giò luôn rồi. Ủa cho nghe thế làm giúp ơi. Ừ. Ngon lắm, nóng giòn ăn rất là ngon luôn. Quán chả giò này là mình ăn từ thời còn đi học. Thôi làm gì thôi. Ngon không thôi? Ngon. Trứng ngon ha. Xin chào mọi người đi. Chào mọi người. Giờ chai nó sẽ làm. Có thấy không? Ăn thôi. Ăn đi con, ngon quá. Trứng cút lộn rất là ngon luôn á. Wow, ngon quá. Trời ơi, nhìn cái miệng nó ăn kìa. Đấy là mình đang ghi, mình không coi giờ. Mình đi coi thôi á. Ừ. Rồi, cho tí ớt vào. Cho tí ớt vào muối. Cho nó ngon nha mọi người. Mẹ Dâm. Ơi. Qua đây đi. Chờ mẹ xíu. Ở đây là dưa leo và khế. Nhưng mà có muối thì ngon hơn nhỉ. Ờ, à, đúng rồi. Nè, tương ở đây rất là ngon nha mọi người. Mọi người ơi, bữa nào ớt mẹ coi cho mình nhiều rồi này. Rồi này video để cho mình quay đó. À, có nhiều video để mọi người coi hả? Cho mình coi. À, rồi khôi ăn đi nha. Rồi. Dâm ơi. Hả? Con ăn ấy, thì con thấy nó mặn. Hơi chua một xíu nữa. Ừ.